Mến chào quý vị và các bạn, Thúy Vân rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị và các bạn để mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin hấp dẫn nhất trên kênh Bản tin 24 giờ. Bản tin cập nhật những tin tức mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội diễn ra trong ngày. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi Bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình thời tiết ba miền trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin 24 giờ xin được chuyển đến quý vị thông tin dự báo về Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh và bên cạnh đó là cập nhật tình hình nắng nóng của khu vực Nam Bộ. Trước khi đến với những nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các thông tin chính ngay sau đây. Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng kéo dài. Dự báo khả năng xuất hiện bão từ cuối tháng 6, nắng nóng kéo dài tới tháng 8. Kính thưa quý vị, sau những ngày nắng nóng, khu vực Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh, trời dịu mát. Khu vực Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, trong khi đó nắng nóng ở Nam Bộ khả năng còn kéo dài. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm 24 tháng 4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 4, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20 đến 23 độ C, vùng núi có những nơi dưới 19 độ C. Từ chiều ngày 25 tháng 4, ở Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Đêm 23 và sáng ngày 24 tháng 4, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Từ chiều ngày 24 đến 25 tháng 4, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, có nơi mưa trên 70mm trên 24 giờ. Ngày 25 đến ngày 26 tháng 4, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Mưa dông kéo dài kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông cơ sở hạ tầng. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Kính thưa quý vị, thời tiết nắng nóng vẫn bao trùm các vùng miền trên cả nước. Bắc Bộ đến Huế nắng gay gắt, Nam Bộ nắng nóng nhưng có phần giảm nhiệt hơn so với hôm qua. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay thời tiết ở Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trưa trời chiều hửng nắng. Riêng vùng núi đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng khu vực Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng. Nam Bộ, thời tiết mây thay đổi ngày nắng. Nắng nóng vẫn duy trì nhưng cường độ có phần giảm nhẹ. Hôm nay nhiệt độ giảm 1 độ C hoặc hơn 1 độ C so với hôm qua. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, diện mưa không rộng. Mưa tập trung chủ yếu ở khu vực Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Nai và Bình Phước. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này tại Nam Bộ khoảng 35 đến 38 độ C. Có nơi trên 40 độ C. Khu vực Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Hôm nay dù nhiệt độ có đôi chút giảm nhưng nắng nóng vẫn hầm hập, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ rất oi bức. Nắng nóng xuất hiện từ 8 giờ sáng, càng về trưa nắng nóng càng gay gắt, thêm vào đó là trời ít mây khiến thời tiết càng khó chịu hơn. Một người dân bán nước trên đường Nguyễn Văn Cử quận 5, chị Kim luôn cho biết: "Thời tiết nắng nóng người đi đường liên tục mua nước, tôi bán hàng được hơn. Tuy nhiên sau một ngày nắng nóng, người tôi cứ mệt lử." Còn bạn Tùng Dương, sinh viên Đại học Bách Khoa, kể bình thường bạn đi xe máy tới trường để chủ động cho thời gian. Nhưng một tuần nay thời tiết khó chịu quá nên bạn chọn đi xe buýt. Về diễn biến thời tiết ngày hôm nay, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trời nhiều mây có những thay đổi, ngày nắng duy trì ở cường độ nhưng có phần giảm nhẹ so với hôm qua. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi nhưng diện mưa không rộng. Mưa tập trung chủ yếu ở khu vực Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Nai và Bình Phước. Nhiệt độ cao nhất hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam dao động từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ C. Nhiệt độ này không phải quá cao, tuy nhiên do trời ít mây nên khiến nắng nóng ngày càng tác động mạnh hơn. Nguyên nhân gây ra nắng nóng gay gắt là do Nam Bộ đang chịu ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh. Trong những ngày tới, nắng nóng vẫn tiếp tục tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ, riêng từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 4 và từ ngày 28 tháng 4 trở đi, tại khu vực có sự giao tranh giữa các hình thái thời tiết, do đó nhiễu động không khí sẽ xuất hiện, mưa dông có xu hướng gia tăng, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Kính thưa quý vị và các bạn, theo Trạm quan sát khí tượng Thủy văn dự báo, khả năng xuất hiện bão từ cuối tháng 6, nắng nóng kéo dài tới tháng 8.
Nắng nóng năm nay đã xuất hiện sớm, dự báo có khả năng gay gắt hơn so với năm 2022. Còn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên Biển Đông từ khoảng nửa cuối tháng 6 năm 2023. Không chỉ nắng nóng mà còn dự kiến có bão trong tháng 6. Thông tin này được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết khi nhận định về xu thế thiên tai đến cuối năm 2023. Nắng nóng và bão ra sao? Theo đó, từ nay đến tháng 5, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông. Bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên Biển Đông từ khoảng nửa cuối tháng 6. Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Hàng năm khoảng từ 11 đến 13 cơn bão trên Biển Đông và 5 đến 7 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền. Bão hoạt động nhiều hơn trên Biển Đông từ tháng 8 đến tháng 10 và giảm dần từ tháng 11. Về nắng nóng, năm 2020 đã xuất hiện sớm, dự báo có khả năng nắng nóng gay gắt và có nhiều ngày nắng nóng hơn so với năm 2022. Trong tháng 4, nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều hơn và gia tăng về cường độ trên phạm vi toàn quốc, kể cả ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Đặc biệt, cao điểm của nắng nóng sẽ là khoảng tháng 6, tháng 7 ở Bắc Bộ và từ nửa cuối tháng 6 đến tháng 8 ở Trung Bộ. Với khả năng cao, xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt rất gay gắt. Sau tháng 5 và tháng 6, Nam Bộ chấm dứt nắng nóng nhưng ở Bắc Bộ, Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng có thể kéo dài tới khoảng đầu tháng 8 ở Bắc Bộ và cuối tháng 8 ở Trung Bộ. Khu vực Bắc Bộ, lượng mưa có xu hướng thấp, mùa mưa bắt đầu tương đương so với trung bình nhiều năm ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong các tháng mùa mưa bão, tại khu vực Bắc Bộ, lượng mưa có xu hướng thấp hơn đến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Khả năng xảy ra mưa dồn dập vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6 ở Bắc Bộ như năm 2022 là rất thấp. Tại khu vực Trung Bộ, lượng mưa có xu hướng xấp xỉ đến cao hơn so với trung bình trong giai đoạn tháng 7 đến tháng 9. Tuy nhiên, từ tháng 10 đến tháng 12, thời điểm chính của mùa mưa tại Trung Bộ, lượng mưa lại có xu hướng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm tại khu vực này. Xu hướng thiếu hụt lượng mưa có thể kéo dài sang đầu năm 2024. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa dự báo xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm trong các tháng từ tháng 6 đến tháng 9. Tuy nhiên, từ tháng 10 đến hết năm 2023, lượng mưa có xu hướng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm trong cùng kỳ. Đỉnh lũ trên các sông ở Bắc Bộ phổ biến ở mức dao động báo động 1 và báo động 2, tương đương với năm 2022, thấp hơn mức trung bình nhiều năm. Riêng các sông suối nhỏ, từ báo động 2 đến báo động 3, các đợt lũ chủ yếu tập trung trong các tháng 7 và 9. Nguy cơ ngập lụt tại các đô thị, thành phố lớn tiếp tục diễn ra do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất, nguy cơ cao xuất hiện tại các tỉnh, khu vực vùng núi phía Bắc. Mùa lũ trên các sông ở khu vực Tây Nguyên có khả năng đến sớm hơn trung bình nhiều năm. Các sông ở khu vực Trung Bộ xuất hiện tương đương hàng năm. Đỉnh lũ năm 2023 tại hạ lưu các sông chính từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Bình Thuận ở mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2 ở mức thấp hơn năm 2022. Các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên ở mức báo động 2, báo động 3, các sông trên báo động 3 ở mức xấp xỉ năm 2022. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông có khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất. Mùa lũ năm 2023 trên sông Mekong xuất hiện tương đương hàng năm. Đỉnh lũ năm 2023 ở đầu nguồn sông Cửu Long ở mức báo động 1 và dưới báo động 1, tương đương với đỉnh lũ các năm trước. Đỉnh lũ tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Sau đây là dự báo chi tiết các vùng biển trên cả nước. Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ C, cao nhất 30 đến 32 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, cao nhất 35 đến 38 độ C, có nơi trên 40 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, cao nhất 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, cao nhất 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, cao nhất 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C, cao nhất 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, cao nhất 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Kính thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình thời tiết của bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh Bản tin 24 giờ.
Xin kính chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi quan tâm của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để chúng tôi kịp thời hồi đáp giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của bản tin 24 giờ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.